Trong quy trình chăm sóc da, thì việc sử dụng sữa rửa mặt là bước quan trọng giúp cho da sạch sâu và căng bóng hơn. Nhưng nếu bạn vẫn kiên trì dùng sữa rửa mặt hàng ngày mà thấy da mãi không đẹp, không được cải thiện thì có thể là do chưa sử dụng đúng cách mà thôi. Trong video này mình sẽ giải thích những sai lầm nghiêm trọng khi dùng sữa rửa mặt khiến da mãi không đẹp hơn. Và phần sau mình cũng sẽ hướng dẫn các bước chăm sóc da với sữa rửa mặt Hatomuji cho những bạn chưa biết cách sử dụng hiệu quả cho da nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Để phát huy tối đa tác dụng của sữa rửa mặt, bạn nên lưu ý tránh mắc 3 sai lầm sau. 1. Sử dụng sữa rửa mặt trực tiếp khi da khô. Không nên sử dụng sữa rửa mặt trực tiếp trên nền da khô, vì lỗ chân lông trên bề mặt da không đủ ẩm để giãn nở, sữa rửa mặt sẽ không thể len sâu vào trong để làm sạch da. Lỗ chân lông dày khiến da mặt không thể hấp thụ hết các dưỡng chất từ sữa rửa mặt, gián tiếp làm giảm tác dụng của sữa rửa mặt. 2. Không vệ sinh tay trước khi sử dụng sữa rửa mặt. Một số trường hợp các bạn gái thường cho trực tiếp sữa rửa mặt lên tay và tạo bọt, sau đó rửa mặt mà không chú ý vệ sinh tay trước. Đây là một trong những sai lầm tai hại vì vi khuẩn ở lòng bàn tay và móng tay có thể xâm nhập vào da mặt trong quá trình rửa mặt gây nên mụn. Vì vậy bạn hãy chú ý vệ sinh tay sạch sẽ trước khi rửa mặt nhé. 3. Rửa mặt bằng sữa rửa mặt quá lâu. Nhiều người cho rằng rửa mặt càng lâu sẽ càng tăng tác dụng của sữa rửa mặt. Nhưng thực tế thì da mặt là bộ phận khá nhạy cảm và mỏng manh. Trong trường hợp chúng ta kỳ cọ quá mạnh hoặc dùng sữa rửa mặt quá lâu trên da sẽ chỉ làm da bị kích ứng và tổn thương nghiêm trọng. Để phát huy tối đa tác dụng của sữa rửa mặt, bạn nên rửa mặt từ 30 giây đến 60 giây. Nếu sử dụng sữa rửa mặt sai cách sẽ hạn chế tác dụng của sữa rửa mặt. Bạn có thể tham khảo 4 bước sử dụng sữa rửa mặt Hatomuji đúng cách dưới đây để mang lại làn da căng bóng và trắng sáng rạng rỡ nhé. Bước 1, làm ướt da mặt bằng nước ấm. Bước 2, cho một lượng sữa rửa mặt vừa đủ ra lòng bàn tay và tạo bọt. Bước 3, thoa phần bọt lên mặt từ 30 giây đến 1 phút. Bước 4, rửa mặt sạch và lau khô bằng bông tẩy trang. Đó là các bước sử dụng sữa rửa mặt hiệu quả nhất mà chị em hiện đang áp dụng đấy. Sữa rửa mặt Hatomuji hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Hatomuji hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.